rất là đúng nha. Tốc độ giới hạn tiếp theo 50 km/h. Chính xác luôn nha anh em. Phía trước có camera theo dõi tốc độ. Camera nè anh em. Rất là đúng, rất là chuẩn nha. Phía trước có khu dân cư. Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay thì mình vừa lắp xong một cái món phụ kiện rất là cần thiết khi mà lưu thông trên đường. Đó là một chiếc camera hành trình KC01 của hãng Vietmap nha. Thì các anh em đi đường xa, đi cái tuyến đường mà trước giờ là chưa có bao giờ đi thì không biết là hệ thống biển báo ở đó như thế nào, rồi cũng biết là có phạt nguội hay không, thì có những cái thông báo về giao thông á bị khuất tầm nhìn là mình không có biết á, nên là nay mình quyết định mình lắp cái camera hành trình để mà thông báo về giao thông cho mình lưu thông trên đường được an tâm hơn nha. Thì Vietmap KC01 này được rất là nhiều anh chị lắp ở trên xe của mình để mà di chuyển được an tâm hơn và lúc nào cũng trong một cái tâm lý là thoải mái hơn. Chứ bây giờ đi trên đường mà nhiều khi biển báo phạt nguội bây giờ quá trời luôn rồi, nên là bây giờ mình sẽ test thử cái hệ thống thông báo giao thông của chiếc KC01 này có chuẩn hay không, có chính xác hay không nha. Thì bây giờ mình sẽ ra quốc lộ 1A, đường có nhiều cái biển báo hơn, để mà quay cho mọi người xem trải nghiệm ha, thực tế luôn mọi người. KC01 này có hai cái camera, một đang ra khỏi khu dân cư nha mọi người, thấy không? Đó, thì có thông báo vào khu dân cư nè để mình giảm tốc độ nè. Ra khỏi khu dân cư nè, đấy rất là quan trọng ha, những thông báo rất là quan trọng. KC01 có hai cái camera quay phía trước được hai chất lượng là 2K và camera phía sau là 1080 nha, Full HD. Đấy, giờ mình sẽ vào quốc lộ 1A xem có thông báo gì hay không nha. Nhiều khi ở bên ngoài đường á có rất là nhiều thông báo nhưng mà mình nhìn không có kỹ á, nên là mình chạy nhiều khi nó bị không đúng, bị cảnh sát giao thông phạt thì đó, những cái đó thì không đáng cả nhà ơi. Nên là anh em lắp cái KC01 này di chuyển sẽ an tâm hơn. Giá mình vừa lắp là 4 triệu ha, vừa công lắp luôn là 4 triệu. Rồi, nhập vào quốc lộ 1A này cả nhà. Xe hôm nay đông ha, thời tiết thì không có được tốt, vừa trời mưa xong trời còn mây đen à, nên là chất lượng như thế nào cũng chưa biết đây. Để chút xíu nữa thôi là mình sẽ trích sức camera ghi hình từ KC01 này xem chất lượng của nó như thế nào ha, cả cầm trước và cầm sau luôn nha. Giờ còn mưa lâm râm nè. Ở miền Tây của mình thì biển báo thì cũng ít thôi, phải ra ngoài Đà Lạt nè, Vũng Tàu nè mới có camera phạt nguội nhiều. Phía trước có camera phạt nguội. Đó, anh em nghe không? Phía trước có camera phạt nguội nha, đúng là có camera luôn cả nhà ơi. Là gì? Với giá thành 4 triệu ha, 3 triệu gần 4 triệu thì anh em tầm trung. Mình nghĩ là anh em tiết kiệm tí ha, lắp bằng những cái cam thường thì chỉ quay phim thôi, không có cảnh báo tốc độ, nên là anh em cứ dành dụm để dành lắp một cái camera xịn sò như vậy. Đấy, cam bên trước này, cam bên trên này, quá xịn sò luôn, để mà anh em đi được yên tâm hơn ha. Qua những cái chỗ mà có đèn, có camera mà anh em vượt đèn đỏ là sẽ bị phạt nguội, là rất là tiếc ha, tốn tiền quan.
có thông báo tốc độ giới hạn nữa anh em ơi. Một cái chiếc camera hành trình rất là nhỏ, rất là gọn và không có màn hình luôn nha. Thì mình thấy là không có màn hình cũng có cái hay của không có màn hình ha. Do là mình lái xe á, là mình chỉ nhìn là chỗ cái vô lăng, mình nhìn phía trước rồi mình xe lưu thông, rồi mình lái xe, mình nhìn đường, mình lái xe thôi, chứ không có đời nào mà mình nhìn vô cái camera hành trình hết đấy. Nên là mình thấy là cái nhu cầu của mình, nhu cầu sử dụng của mình đó là không có cần nhìn, nên là mình lắp cái camera này mình thấy nó rất là nhỏ gọn. Và khi mà nhìn lên cái gương chiếu hậu này thì không thấy cái camera hành trình nha, do là cái camera hành trình nó sẽ nằm phía sau. Thông báo trước luôn nha, để mình chạy lên phía trước xem có tốc độ giới hạn 60 không nha. Coi hệ thống cảnh báo có đúng hay không nha. Đây, anh em chạy từ từ, anh em nhìn bên phải nha, có một cái bảng cảnh báo bên phải. Đây, 60 nha anh em. Chuẩn luôn ha, chuẩn. Thế thì anh em thấy không? Báo rất là chuẩn nha. Tốc độ giới hạn tiếp theo là 70. Chút xíu là 50 nè, để coi xem cái camera này có báo không nha. Đây 70 nè anh em. Rất là đúng nha. Khá là yên tâm. Sáng luôn nha anh em. Anh em thấy không? Thông báo tỉ mỉ không? Tốc độ người kêu bằng là đầy đủ hết, 90, 70 rồi 50 rồi camera thông báo tốc độ nữa. Rất là đáng đồng tiền bát gạo nha, camera nè anh em. Rất là đúng, rất là chuẩn nha. Phía trước có khu dân cư. Chính xác luôn nha anh em ơi. Đây là tới một cái khu dân cư. Rất là đông dân cư ở đây. Thì anh em nghe như vậy yên tâm rồi ha. Rồi, mình đã qua cái khu đông dân cư rồi, sau đó là qua cái chỗ mà cua quẹo hồi nãy rồi, bây giờ là đã hết tốc độ giới hạn rồi, bây giờ mình chạy được 90 nè anh em, thấy quá đã. Này, tốc độ tiếp theo nè anh em, thông báo trước cho anh em tới mấy trăm mét, 300 mét ha, 200-300 mét lần ha. Đây là cái biển báo hết tất cả các lĩnh cấm. Là camera này có cái băng tần 5G ha. 5G thì để giúp anh em chia sẻ video, tải video về kết nối được nhanh hơn, tải video về cũng nhanh hơn nữa. Đó, đây là một cái video, một cái camera đáng đồng tiền bát gạo. Tốc độ giới hạn tiếp theo 60 km/h. Đấy anh em nghe không? 60 km/h. Đấy, mình chạy lên chút xíu nó xem có phải là 60 hay không nha. Hôm nay mình có một cái cô trợ lý thông báo cho mình. Đấy, thông báo trước khoảng mấy trăm mét nha. Đây anh em, mấy bên tay phải nha, là có thông báo là 60 ha. Đây anh em. Chuẩn. Những cái dòng camera trước thì mình cũng đã trải nghiệm rồi, là nhận diện biển báo rồi sau đó mới thông báo cho người dùng. Thì lúc đó là khi mà vượt qua bản báo rồi, lúc đó là mình, ví dụ mình đang chạy quá tốc độ đi, thì mới thông báo cho mình, thì lúc đó là mình đã chạy quá tốc độ trong cái đoạn đường mà bị thường xuyên quá tốc độ rồi, nên là rất là nguy hiểm. Đấy, nên là camera này thông báo trước khoảng 200-300 mét ha. Vào khu dân cư cũng thông báo luôn. Và trên app
mình sử dụng rất là dễ dàng, hoàn toàn bằng tiếng Việt nha. Đó, mình vừa qua cái khu công nghiệp rồi thì bây giờ tốc độ giới hạn là 90 ha, thì mình chạy được 90. Như vậy mình cũng yên tâm hơn. Đó, thì bây giờ đã hết rồi, đã hết cái bảng này cả nhà. Anh em. Đây anh em nhìn ha, là hết rồi. Hết giới hạn tốc độ 60. Ở trên cái camera hành trình này có kết nối wifi được nha, thì mình thấy cũng rất là hay. Mình bật được luôn và mình tắt được luôn để mà mình kết nối mình lấy hình về. Và có một cái nút bấm vào để mà ghi hình khẩn cấp nha. Trường hợp là anh em đang lưu thông trên đường và có những cái gì mà mình muốn lưu liền đấy, mình muốn ghi hình lại liền, thì bây giờ có một cái nút phía trên màn hình có biểu tượng wifi, anh em bấm vào là sẽ ghi hình khẩn cấp nha. Mình thử nha. Ghi hình khẩn cấp. Đấy, mình bấm một lần thôi là sẽ ghi hình khẩn cấp nha. Rất là hay. Camera KC01 này hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB nha. Trường hợp mà anh em đi Bắc Nam nè, hoặc là đi đường xa, đường dài tới mấy ngày mới về thì phải cần có dung lượng rất là cao, do là camera này quay 2K, cam trước là 2K, cam sau là Full HD, nên là quay một lượt là 2K, nên là sẽ tốn rất là nhiều bộ nhớ. Thẻ của mình đang là 32, nên là khi mà anh em đi thẻ 32 được khoảng chừng 6-7 tiếng đồng hồ lưu liên tục là sẽ hết thẻ nhớ nha. Lúc đó hết thẻ nhớ thì hệ thống sẽ ghi đè lên những cái file cũ. Trường hợp mà anh em đi đường dài, đi đường xa và muốn tìm lại những cái file cũ đó, thì đi mấy ngày mới về, lúc đó là file cũ đã mất rồi, do là đã bị ghi đè lên rồi anh em ơi. Đấy nè, anh em lưu ý ha, đi đường xa, đường dài để phải nâng cấp bộ nhớ nha. Còn chất lượng camera thì mình thấy khá ổn nè, rất là rõ nét, hình ảnh rất là tươi ha. Nhìn biển số cũng rất là rõ luôn. Anh em trường hợp mà cần lưu lại bản số hay là muốn xem video mà xem bản số xe phía trước á, nhìn rất là rõ. Góc quay thì 170 độ thì anh em có thể là thấy được nguyên toàn bộ cái phần đầu xe của mình luôn. Góc quay rất là rộng ha, từ mặt đường bên đây qua mặt đường bên kia luôn, nên là thoải mái. Toàn bộ mình cài đặt cái trên app luôn, rất là tiện lợi ha. Những cái camera mà có màn hình đó, thì anh em có thể là cài đặt trực tiếp trên màn hình của camera hành trình luôn. Còn camera hành trình này thì không có màn hình, nên là anh em cài đặt ở trên app ha. Quá tiện lợi anh em ơi. Đây là một trong những cái món phụ kiện mà anh em chưa lắp nên là phải lắp liền nha. Lưu thông trên đường phải có camera hành trình để mà lưu lại những cái trường hợp mà bị những cái xe khác mà bị cọ quẹt xe mình hoặc là va chạm với xe mình đó, thì mình có một cái bằng chứng để mà cung cấp cho bên bảo hiểm đó, rất là quan trọng. Do đường ở miền Tây của mình thì không có nhiều hệ thống biển báo, nên là khi nào mà có dịp lên Vũng Tàu nè, đi Vũng Tàu hoặc là đi lên cao tốc á, thì mình sẽ quay thêm nhiều cho anh em về trải nghiệm chiếc camera hành trình Vietmap KC01 này nó hoạt động như thế nào. Chứ hồi nãy giờ trên cái đoạn đường mình quay khoảng 10-10 mấy cây thì mình thấy khá là ok ha. Thông báo biển báo rất là chính xác, thông báo giao thông rất là ok ha. Nên là anh em nào mà chưa lắp thì nên lắp chiếc KC01 này. Giá của em nó đó là con lắp luôn là khoảng 4 triệu anh em ơi. Thì tiền nào của đó mà anh em. Nên là nếu mà có điều kiện thì anh em cứ triển em nó ha, tới luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Thì một số trải nghiệm
hy vọng giúp anh em có thêm một cái kiến thức để mà khi mà không có lắp những cái phụ kiện không đúng nhu cầu của mình. Đây thì cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và vạn dặm bình an nha. Bye bye, hẹn anh em vào một video tiếp theo nha. Thì mình sẽ thấy những cái phụ kiện nào mà hay, những cái phụ kiện nào mà sử dụng ok thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em biết ha. Rồi, bye bye.